Đàn ông có chín nét tướng này giàu có hết phần người khác, tiền bạc ùn ùn tự động kéo đến. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy May mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Và trong phần tiếp theo của chương trình tìm hiểu về nhân tướng học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được giới thiệu với quý anh chị 9 nét tướng trên cơ thể đàn ông nếu có được sẽ giàu có hết phần người khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tướng tai đầy đặn, cao vảnh. Người đàn ông có tướng tai đầy đặn, cao vảnh không những thông minh, tài giỏi mà còn rất tốt bụng. Họ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy mà họ được rất nhiều người yêu quý, có sức ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng xã hội. Đàn ông sở hữu tướng này có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, trong tương lai sẽ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong công việc. Họ làm việc gì cũng đều đạt được kết quả như mong muốn, nếu có khó khăn cũng được quý nhân phù trợ giúp đỡ vượt qua. Tướng mặt, người có tài lộc dồi dào. Người sở hữu trán rộng, nhô cao thường rất thông minh, giàu sang phú quý. Ngoài ra, những người này còn được trời phú cho một trí tuệ hoàn hảo, dễ dàng tập trung tư tưởng, trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo. Chính vì đặc điểm này, họ sẽ có nhiều ý tưởng trong công việc, sự nghiệp, từ đó con đường công danh rộng mở, tài lộc dồi dào. Ngoài ra, họ còn được quý nhân phù trợ nên dù gặp phải khó khăn cũng luôn luôn có người giúp đỡ. Nam giới có cằm trẻ thường là người sở hữu nhiều đất đai, nhà cửa, tài vận tương đối hưng vượng, cuộc sống sung túc. Dù cuộc sống có đôi lúc gặp biến động lớn nhưng họ vẫn là người nắm trong tay số tài sản khổng lồ. Ngoài ra, những người có nét tướng này còn có sự tu dưỡng bản thân cao hơn những người khác. Ngoài ra, trong nhân tướng học, đàn ông có mũi thẳng, đầu mũi tròn trịa, phần giữa hai mắt đầy đặn chính là tướng vượng phát. Cuộc sống của họ rất sung túc, không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Và anh ta cũng có năng lực tự mình tạo lập sự nghiệp. Tướng mặt của người kiên cường không lùi bước. Đàn ông có đường nét môi miệng rõ ràng, hai cánh mũi nở nang, thường là những người có tham vọng lớn, ý chí kiên cường. Kiểu người này có hoài bão lớn lao đối với sự nghiệp, không chịu khuất phục trước áp lực bên ngoài. Ngược lại, đối mặt với áp lực càng hưng phấn thấy rõ. Họ làm việc âm thầm, không khoe khoang phô trương mà chỉ chú ý tới hiệu quả thực tế. Khi gặp khó khăn, họ không nản lòng, thay vào đó bình tĩnh phân tích nguyên nhân, tích cực tìm kiếm phương pháp để có thể chuyển bại thành thắng, biết chú ý tới đại cục. Mắt trắng dã là kiểu người nỗ lực, không biết mệt mỏi. Một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, họ lập tức hành động ngay, hơn nữa sẽ dốc toàn sức để hoàn thành. Tướng mặt của người kiên cường còn đi kèm với một số đặc điểm khác, như là hai bên ấn đường có xương nhô lên, lông mày nằm ngang. Vầng trán cao, rộng. Trán là nơi thể hiện trí tuệ, đạo đức của con người. Đàn ông có tướng trán cao, rộng là người có học thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực. Bởi vậy, trong tương lai, họ sẽ xây dựng được một sự nghiệp mang tầm cỡ vĩ đại. Nhờ vào con mắt nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, những người này dễ dàng đạt được thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Mắt sáng, long lanh, là người thông minh, tài giỏi, quyết đoán và biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Khi còn trẻ, họ dành nhiều thời gian để phát triển bản thân, sống với niềm đam mê, khát khao cháy bỏng của mình. Một khi đã tập trung vào công việc thì không có thể làm họ phải phân tán tư tưởng. Trong cuộc sống gia đình, những người này luôn làm tròn vai trò trách nhiệm của một người cha, người chồng. Dù có bận rộn với công việc, họ vẫn sắp xếp thời gian để quan tâm, chăm lo đến đời sống gia đình. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy May mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt 5 trong số 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên sẽ càng có may mắn trong năm 2020. Có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Năm Canh Tý là năm tam tai đối với một số con giáp nhưng cũng là năm mang nhiều may mắn cho các con giáp khác. Trong 12 con giáp, năm nay sẽ có 5 con giáp may mắn khi hốt hết lộc về nhà cho mình. Vậy, đó là những con giáp nào?
Đứng đầu trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Thìn. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng, những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên sẽ rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt. Chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ huynh tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập, đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay, về vận tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ, mệnh chủ, tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt, những người độc thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ bị mắc bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà cũng cần chú ý đến sức khỏe, vệ sinh để tránh vật nuôi bị bệnh lây nhiễm. Ngoài ra, hãy luôn mang bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Tiếp theo trong danh sách sẽ là các gia chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tài các tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp Tí và Sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, mệnh chủ tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng được chỉn chu hơn, nhất là những ai kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với người tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần phải lưu ý kẻo vướng vào họa khẩu thể thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên, hãy luôn mang bên mình pháp khí hộ thuân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh trọn đời, luôn được may mắn, bình an. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công, học hành vất vả trong suốt một thời gian dài của bản mệnh.
hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng, do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe. Mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày thì nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng. Đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân và gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an may mắn trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Xếp hạng thứ 3 trong danh sách của chúng ta sẽ là các mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, thái tuế tí thủy là tam hợp quý nhân của những người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa thái tuế là thương quan của tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân năm nay có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được thái tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Những mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt. Chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến. Vì là năm sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân. Một vài người làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán văn nghệ thiết kế đang có chủ tính thực hiện các dự án thiết kế, phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, thái tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm nay rất vượng với nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức, kinh doanh. Mặt tình cảm trong cuộc sống nhiều hơn, sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã hội cũng rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia sẽ xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp thái tuế, cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực cho bản thân thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm, sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, các bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ Thân tăng cường tài lộc cho mình. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó chính là những mệnh chủ tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, nếu con giáp này mà có những đặc điểm như đã được nêu ở trong phần 1 thì trong năm nay không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bất phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế tí thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can canh kim, giúp bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được thái tuế tương trợ gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường các tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vào năm 2020, về cơ bản con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên.
Trong năm Canh Tý này, bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng đãi ngộ rất tốt. Song con giáp này cũng cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, thái tuế là tế thủy, là chính đắn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ, hỗ trợ của trường bối với con giáp này. Đồng thời, cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận, vậy nên những người tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi và kích hoạt tài lộc cho tuổi Dần năm 2020. Trong năm đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm. Thiên cẩu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyên học hành thi cử lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Và cuối cùng trong danh sách lần này, đó chính là những mệnh chủ tuổi Tỵ. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, tuế Can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm tăng thêm thu nhập, tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng đối với con giáp này, đó lại là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020. Đòi hỏi phải tập bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái tuế năm 2020 cũng mang theo không ít những hung tinh gây xung sát cho tuổi Dần, chủ yếu gây họa tán tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Thái tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Không chỉ mất tiền, mất của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay là gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng mà chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình sự lạc quan yêu đời, tin tưởng vào bản thân dù có chuyện gì xảy ra. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại cảm thấy chán nản, bất mãn khi cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc.
để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Trên đây là năm con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong số 5 con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo xem là có mặt con giáp của tuổi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.